Chào mấy bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip thi bài các bạn. Nhưng mà clip lần này mình sẽ cố gắng mình thi bài một cách xa hơn nha các bạn. Ok, bắt đầu nha. Để đó xem nha. Giờ mình sẽ phi vô lon Pepsi này nha. Mới phát hiện này lạ lắm mấy bạn. Tự nhiên tên cây mai nhà mình đó, nó có một cái ớt nữa nè. Bây giờ chưa thấy luôn mấy bạn. Chưa kịp. Cây mai mà một cái trái ớt luôn. Đứng hơi xa các bạn, mình ra tới xém đất chín chữ đất nữa nè, chín rồi đất rồi đó. Tiếp theo là hoa dâm bụt nha các bạn, rất là đẹp luôn á. Cái tắc của mình nè, mình lấy cái tắc mình hái được con nấm đậu que nữa các bạn. Giờ mình sẽ phi đậu que nha. Ghê thiệt. Cái tắc của mình nó ra tới đậu que luôn. Ghê không, ghê không. Đây, nó đứt rất là ngọt luôn mấy bạn. Nhìn nó rất là ngọt luôn nè. Cái dao cắt vậy, thấy ghê không? Còn đây là cái kiềm mì hỏi của mình nè. Tiếp theo là củ cà gót nha mấy bạn. Củ cà gót cho hỏi ăn á. Bây giờ mình sẽ đi hái dưa hấu nha các bạn. Nhà mình có trồng được một dây bầu á, mà nó ra trái dưa hấu luôn á. Đây, dưa hấu rất là bự luôn nè, nó mọc ra từ dưa bầu nè các bạn. Dưa hôm, dưa hôm, nó mọc không hề giả trân luôn các bạn. Mình sẽ phi vô trái dưa hấu này nha, khỏi cắt vỏ luôn nha các bạn. Do là tay dưa hấu nó cứng á các bạn, nên nó không có đứt được mà nó chỉ găm vào thôi nha các bạn. Đây nó lún một khúc luôn nè. Đây lún tới đây nè. Tiếp theo là mình sẽ phi cọng giá này nha các bạn. Giá này rất là nhỏ luôn á. Đây cọng giá nè. Đây nó mọc trên cây này ngoài nè. Cái này không có giả trân nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đậu bún nữa nha. Nãy là tới đầu que mấy bạn, nó ngắn còn cái đậu bún này nó dài nè. Thằng lòn luôn. Cái gì không? Giờ mình sẽ phi nó nha.
nãy giờ Phi cũng khá là nhiều các bạn. Giờ mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Mình thấy hay thì cho mình một lượt like và một lượt ký kênh nha các bạn. Tạm biệt bạn nha. Nhớ đăng ký kênh đó. Không đăng ký mát mẹ.